Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội hôm 22 tháng 9 đã y án đối với blogger Anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh, cùng một nữ cộng sự sau phiên tòa phúc thẩm kéo dài một ngày với 6 luật sư bào chữa. Hồi tháng 3 năm nay, ông Vinh bị tuyên án 5 năm tù, trong khi người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị kết án 3 năm tù giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Cáo trạng cho rằng các bài viết đăng tải trên trang Anh Ba Sàm có nội dung xuyên tạc, thể hiện quan điểm một chiều chống lại Đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từng bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam sử dụng các điều luật hình sự để trừng phạt các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Trong chuyến thăm hồi đầu tháng này, tin từ trong nước cho hay Tổng thống Pháp François Hollande kêu gọi Hà Nội trả tự do cho 4 nhà bất đồng chính kiến, trong đó có blogger Nguyễn Hữu Vinh. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích Việt Nam tống giam các nhà bất đồng. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh rằng Hà Nội chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật.